Rạng sáng ngày 29 tháng 4, tại nút giao thông Hoàng Kế Viêm, Võ Nguyên Giáp, lực lượng 911 Công an thành phố kiểm tra xe máy do Nguyễn Quang Sĩ, 20 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình điều khiển, phát hiện trong cốc xe có hai gói cỏ Mỹ, mua để sử dụng trong những lần ăn chơi với nhóm bạn. Trước đó, tổ tuần lưu của lực lượng 911 Công an thành phố cũng đã phát hiện đối tượng Huỳnh Tấn Lộc, 36 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, trong người giấu hai con dao bấm. Lộc khai vừa mua hai con dao trên ở một cửa hàng trên đường Trưng Nữ Vương, đem về nhằm mục đích phòng thân.